Ngọc Phụng, xin chào. Ơ Dương Hiên, người tới nơi này làm gì? Ở đây không quan nghênh ngươi. Rõ ràng ta tới đây này trước mà, lý nào người tới sau lại đuổi người đến trước đi chứ. Ngọc Phụng, đi thôi. Tổng Thanh Thu, đừng căng thẳng. Một mình ta cũng đang cảm thấy rất là buồn chán. Chúng ta đã có duyên gặp mặt nhau ở nơi này, chi bằng hãy thi với nhau đi, thấy có được không? Không hứng thú. Ngươi đã luyện được tiên hiệp kiếm pháp rồi thì có gì phải sợ. Thi tài để làm gì? Với nhân phẩm của ngươi thì ngươi đã thua Tống đại ca một bậc rồi. Trở về luyện tập thêm đi. Ngọc Phụng, chúng ta đi. Long Ảnh, hôm khác bọn ta sẽ đi với muội. À, nè, nè, nhưng mà làm sao đây? Tống Thanh Thu, có phải là ngươi lo sợ sẽ mất mặt trước mặt hai cô nương này cho nên mới không dám đấu với ta hay không? Hay là chạy đi, ngươi đưa hai cô nương này về trước đi, ta ở đây chờ ngươi. Thật không ngờ võ công của ngươi mạnh hơn nhưng gan lại nhỏ hơn. Thảo nào tuy cha ngươi luyện được tiên hiệp kiếm pháp, đến cuối cùng vẫn chết trong tay của cha ta. Tống đại ca, bà kệ hả? Cái gan của ngươi là được di truyền từ cha ngươi phải không? Xem ra tiên hiệp kiếm pháp của Âu Dương gia không giúp được ngươi. Thi cái gì? Chúng ta cùng cưỡi ngựa bắn tên, mũi tên quay bắn vào trái đó trước thì xem gì thắng. Bắn trúng trước. Lúc nãy trước khi thi đấu ta đã nói tên của ai cuối cùng dừng lại trên trái này trước mới là người chiến thắng. Bây giờ trên đó chỉ có mũi tên của ta, sao ngươi nói là mình thắng được chứ? Âu Dương Hiên, ngươi đúng là bị ổi. Rõ ràng lúc nãy Tống đại ca bắn trúng trước rồi. Trước đó ta nói rõ ràng rồi, sao có thể nói ta bị ổi được? Lúc nãy mùi đã nghe rõ rồi mà. Hay là các người ý đồng nên giở trò gì đây, không chịu thua? Cũng phải, Tống Thanh Thu đây là Âu Dương gia của chúng tôi, không phải chỉ một món nợ. Đúng là người xấu không nói được gì tốt. Ngọc Phụng, bỏ đi. Xem như hiệp này ta thua. Ngươi chịu thua rồi. Chịu thua? Để xem hai hiệp sau nữa. Ta đang chờ đây. Ngươi đừng có quên, nếu như hiệp hai mà ngươi thua nữa thì hãy chuẩn bị chậu rửa chân cho ta đi. Bây giờ hiệp thứ hai, đó là lát nữa ta sẽ thả con chim bồ câu này, ai bắn trúng lục lạc trên chân của nó trước thì người đó thắng. Ngọc Phụng, hãy nhìn cho rõ ràng, quan sát cho kỹ, đừng tới lúc đó nói ta giở trò. Được. Tống đại ca, cẩn thận đó. Ngọc Phụng tỷ, Âu Dương Hiên là người gian xảo, ta hãy đuổi theo họ mau đi. Được.
đáng nhiều mặt. Cô nghĩ cách đưa Ngọc Phùng tới nơi huấn luyện ngựa. Ta đã chuẩn bị đâu đó hết rồi. Khi nhìn thấy trên đầu con ngựa có ký hiệu, cô hãy nghĩ cách đưa cho Ngọc Phùng lựa chọn nó. Chỉ cần cô ấy lên ngựa, chuyện này đã thành công một nửa. Ngọc Phùng tỷ, tỷ cưỡi con này đi. Con người tỷ ấy cưỡi bị quảng sợ. Chắc. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công rồi. Bây giờ con nhanh chóng nghĩ ra cách trì quản Tống Thế Thu. Mùi ngồi đây nghỉ một chút. Ta đi xem Ngọc Phụng. Mùi không được đi lung tung đó. Nè Tống đại ca, mùi đau chân. Bây giờ chính là lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Phụng Nhi. Dạ không sao. Đáng chết, kế hoạch hoàn hảo lại bị Trương Hồng Liệt phá hỏng hết rồi. Đáng ghét. Phụng Nhi không bị thương thật sao? Phụng Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Dạ không sao. Đau quá. Vị thúc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương, hôm qua người của Thần Long phái đúng là quá đáng. Chỉ vì một cái giếng thôi, không phân biệt rõ trắng đen, đã đánh người vô cực môn của ta thành ra nông nỗi này. Ta là môn chủ của vô cực môn,
đương nhiên là không thể nuốt trôi được cục tức này, cho nên hôm nay đặc biệt tới tìm minh chủ cùng tại hạ tới Thần Long phái đòi lại sự công bằng. Đúng vậy, Thần Long phái tự xưng là giang hồ đại phái, trước giờ không có bọn ta ra gì hết. Hiện nay bọn họ dám ức hiếp người như vậy, Ngọc Tiêu Cung không thể nào đứng yên nhìn được. Bọn ta quyết định ủng hộ Vô Cực Môn, phải dạy dỗ đám vô phu lỗ mãn đó. Minh chủ, lần này xin người đòi lại công bằng cho Vô Cực Môn chúng tôi, tuyệt đối không để người của Thần Long phái hống hách như vậy. Thưa môn chủ, ta nghe giọng điệu của minh chủ có vẻ không muốn ra mặt giải quyết, đúng không? Không, thưa môn chủ, ta chỉ cảm thấy chúng ta không nên hành động vội vàng như vậy. Chúng ta tới Thần Long phái, tất cả sẽ rõ ràng thôi. Nếu đã như vậy, con sẽ đi chung với mọi người. Con cũng đi à? Ừ, nói không chừng con có thể giúp được gì đó. Được, vậy tất cả chúng ta cùng nhau đi. Bây giờ xuất phát ngay đi, mau. Ngọc Phụng, Ngọc Phụng, Ngọc Phụng, tiểu thư, xung quanh nơi này núi cao rừng rậm, địa thế trống trải, ít bị để tới. Đô đốc đại nhân định biến nơi này thành thao trường mới, sau này chúng ta sẽ từng tới nơi này để luyện tập. Ờ, nơi đó là nơi nào vậy hả? Nếu mà cô nói tôi cũng chưa có đi qua, đợi hai ngày nữa tôi sẽ đưa binh đi xem sao. Không cần đâu, ngày hôm nay đi, bây giờ chúng ta qua đó xem. Ờ, nè, tiểu thư à, nhưng mà rất nguy hiểm. Đi. Tiểu thư, tiểu thư đi đâu rồi chứ? Mau. Thì ra là cô kêu cứu. Cô bị làm sao vậy? Người không thấy ta bị treo lên sao? Nè, đừng nói làm gì, mau cứu ta xuống đi. Mau lên. Cô xin người ta mà lớn giọng vậy sao? Được rồi, cứ coi như là ta không thấy gì. Nè, đừng đi, đừng đi mà. Nè, đừng đi. Tống đại ca, ta cầu xin huynh, huynh cứu ta xuống đi, được không?
Được, thái độ này chấp nhận được. Người vô lễ với ta, người sẽ chết chắc. Biết sớm như vậy, ta đã không cứu cô. Bây giờ ta còn lo không nổi mình. Cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với. Cô đừng có la nữa. La có giải quyết được vấn đề không? Cô bình tĩnh một chút đi. Cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Tiểu thư, 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 tiểu thư. Tiểu thư, cứu tôi với. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Thượng tuần huynh tới đông lúc lắm, mau cứu ta đi. Tên không phạm triều đình cũng ở đây, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trời, thôi đi, nói nhiều quá à. Mau thả ta xuống. Nè, xin chắc. Nè, nè. Cây này càng chặt càng nhiều, cũng vì như vậy ta mới bị trói. Lấy lửa đốt. Vậy chứ, ta nói Quỳnh biết, nếu như ta chết tại đây, để coi Quỳnh trả lời sao với cha ta. Nè, nè, đừng cãi nhau nữa, mau cứu ta xuống đi. Ngươi là tên khốn kiếp, lúc nãy ai lợi dụng ta hả? Còn muốn ta cứu ngươi à? Hắn ức hiếp cô xong, để ta cho hắn một nhát. Nè, khoan đã, ta để cho ngươi ở đây tự sinh tự diệt, chúng ta đi. Nè, lúc nãy ta chỉ cứu cô cho nên mới bị treo lên đây. Nè, cô bỏ mặt ta thật sâu. Đúng là loại người vong ân phụ nghĩa. Mình thật sự không ngờ nơi đây lại là chỗ chôn chân của Tống Thanh Thu này. Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như vậy? Tiểu thư, lúc nãy cô nói Tống Thanh Thu vô lễ với cô, cô không sao chứ? Ê, tiểu thư, không phải lúc nãy cô đã nói là hắn đã tự sinh tự diệt sao? Sao giờ cứu hắn chứ? Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Dù gì thì người ta vì cứu ta mới bị treo lên đó. Ta không bỏ đi như vậy được, vậy thì không đáng mặt chút nào. Nhưng mà đối với tên ác ma đó thì đâu cần phải nói đạo nghĩa. Quynh muốn tạo phản phải không? Hả? Dám không nghe lời ta? Thuộc hạ không dám. Đi, đi cứu người. Thương Tùng ca, đừng hành động tình cảm. Lỡ như tiểu thư nói với đô đốc đại nhân chuyện này, vậy thì rắc rối lớn đó. Cái gì? Kế hoạch thất bại rồi. Ngụy tính không bằng trời tính, kế hoạch trước mắt sắp thành công. Ai ngờ đột nhiên Trương Hục Liệt lại xuất hiện như vậy. Ông ta cứu Ngọc Phùng.
Nhưng mà cô cũng đừng quá lo lắng, vì ta vẫn còn cách khác. Ờ, đúng rồi, Tống đại ca đâu, huynh ấy sao rồi? Làm sao ta biết được, cô tự tìm đi. Cho. Nè, cho. Nè. Sao rồi, thoải mái không? Thả xuống. Rõ. Tổng Thành Thu, tuy tiểu thư nhà ta cứu người, nhưng người vẫn là khâm phạm triều đình, theo ta về phủ đô đốc. Thương Tùng, ta kêu huynh cứu huynh ấy, không phải là kêu bắt. Nhưng mà hắn... Nhưng cái gì chứ? Tổng Thành Thu, lúc nãy là huynh đã cứu ta, còn bây giờ là ta cứu huynh, hai chúng ta què nhau. Cho nên sau này nếu như huynh gặp lại bổn tiểu thư thì ta không khách sáo đâu đó. Đại tiểu thư, nếu sau này ta còn gặp lại cô, ta sẽ đứng cách cô 18.000 dặm. Cáo từ. Ngươi, ngươi. Tiểu thư cẩn thận.